Xin chào mọi người, hôm nay mình lại giới thiệu cho các bạn một món rất là phổ biến, đó là món chả giò. Thường thì mình hay làm chả giò với lại bánh rế hoặc là bánh bò bía. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho cả hai cái loại vỏ bánh này luôn nha. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cà rốt và khoai môn, mình sẽ gột vỏ, rửa sạch, sau đó mình sẽ bào sợi nha. Các bạn sẽ bào những sợi ngắn ngắn như thế này để khi mình cuốn chả giò nó sẽ dễ hơn là sợi dài. Sợi dài nó sẽ bị vướng nhiều hơn. Các bạn không có bào sợi thì các bạn có thể thái với bằng lát rất mỏng, sau đó các bạn thái sợi. Bây giờ mình sẽ cho vào tô, mình cho vào đây 150g thịt xay. Các bạn dùng thịt xay sẽ đỡ hơn là mua ba chỉ về bằm nha. Mình sẽ cho vào đây một ít tiêu và bột ngọt. Gia vị mình chỉ cho từng đó thôi, mình sẽ không cho thêm bột nêm. Vì bột nêm vào nó cái vỏ bánh nó mặn rồi, cho bột nêm vào nhân nữa nó sẽ bị mặn nha. Đây là nấm mèo, mình sẽ mua cái loại nấm mèo sợi nên mình sẽ bóp trước, khi ngâm thì sau đó mình sẽ không cần phải băm lại nữa. Cho vào hỗn hợp một ít hành tím khắc mỏng để cho thơm nha. Hành lá các bạn sẽ thái nhỏ cả cái đầu và cái phần lá luôn nha. Các bạn đang xem video trên kênh Con Ba Bỉnh, hãy like, share và đăng ký kênh. Đừng quên nhấn chuông tất cả để nhận thông báo khi mình đăng video mới nhất lên nhé. Các bạn cho hết phần hành lá và nấm mèo sợi đã ngâm vào. Bây giờ các bạn sẽ trộn đều lên cho các nguyên liệu nó hòa quyện vào nhau thì mình mới đem đi gói nha. Các bạn trộn sao cho các cái phần sợi của rau củ nó đều với thịt thì các cuốn nó sẽ ngon hơn. Khi cuốn chả giò các bạn cho thêm các sợi cà rốt, sợi khoai môn thì nó sẽ ngon hơn nha. Bây giờ tôm mình sẽ đem đi bóc vỏ. Tôm này mình mua mình đợi đông để dành thì bây giờ có phát sinh món chả giò thì mình lấy ra mình làm đó mọi người. Bây giờ mình sẽ bóc cái vỏ ra, mình bỏ hết chân, đầu để lại cái phần đuôi. Con nào to quá thì mình sẽ cắt ra. Để nguyên một con to thì cái chả giò nó sẽ to lắm và nó không có chín khi các bạn chiên á. Các bạn sẽ cắt ra cái phần vừa phải thôi, còn bằng ngón út thôi là được rồi nha. Hoặc là các bạn có thể dùng tôm đất thì không cần cắt. Bây giờ phần thịt nhân và tôm đã xong, mình sẽ tiến hành cuốn nha. Mình cuốn cái đầu tiên này là bánh tráng rế. Bánh tráng này mình thích ăn kiểu nó giòn giòn, nó rất là mềm giòn tan nên mình sẽ dùng một bì bánh này. Cái phần nguyên liệu đó mình sẽ dùng với một bì bánh tráng rế và một bì bánh tráng bò bía nha. Bánh tráng rế thì cận cảnh nó như thế này nè, bánh tráng nó có những cái màng lưới như thế này. Thật ra bánh tráng bò bía và bánh tráng rế cuốn rất là dễ, mình ít khi cuốn nhưng mà mình thấy cuốn rất là dễ ăn. Thì chiên giòn và để tủ lạnh thì có thể để được lâu, mình không có bị chảy nước ra nó hư bánh á. Các bạn đang xem video trên kênh Con Ba Bỉnh, hãy like, share và đăng ký kênh. Đừng quên nhấn chuông tất cả để nhận thông báo khi mình đăng video mới nhất lên nhé. Các bạn sẽ cho một ít phần nhân thịt và rau củ vào, một ít thôi nha. Mình cuốn trải đều ra, mình cuốn lại, sau đó mình cho cái phần tôm vào. Rồi mình cuốn hết cái phần nó chừa cái đuôi tôm ra để khi mình chiên á, cái đuôi tôm nó sẽ giòn. Nó vừa đẹp mắt mà nó vừa dịp và vàng luôn cái đuôi tôm. Rồi bây giờ các bạn cuốn lại thôi, cuốn đều tay để cho cái cuốn mình nó chặt nó đẹp. Phần này mình sẽ làm, mình để trong tủ đông, sau đó mình dùng thì mình sẽ lấy ra, bao nhiêu mình sẽ lấy ra mình dùng bấy nhiêu. Thì cái cuốn của mình nó cũng sẽ không có bị chảy nước hay nó bị rách bánh hay là nó bị dính vào nhau đâu nha. Đây là cái bánh tráng bò bía, mình sẽ cuốn một cái cho mọi người xem. Bánh tráng bò bía thì mình không dùng tôm, nếu các bạn dùng tôm thì có thể bằm hoặc là thái hạt lựu cho vào cái phần tôm thịt luôn. Còn không thì các bạn chỉ cuốn phần thịt thôi cũng được. Các bạn cũng cuốn tương tự như các loại bánh cuốn bình thường. Mình cuốn đều tay cho nó chặt lại, cho nó đẹp. Nó rách cái phần ở giữa đó không sao nha, mình cuốn tới là cũng hết. Đây, các bạn cuốn đều tay sẽ để như này, sau đó các bạn cho vào hộp để cho đều. Và nếu mà chắc nữa thì các bạn sẽ tách ra riêng từng phần để nó không bị dính vào nhau. Đây là cái bì của bánh tráng bò bía.
Một bì này thường 30 lá nha. Xong hết cái hai phần rồi, bây giờ mình sẽ cho vào, mình bỏ tủ đông. Dùng bao nhiêu thì mình sẽ lấy ra bấy nhiêu. Mình sẽ lấy ra mình bỏ dưới ngăn lạnh á, hoặc là bỏ ra ngoài cho nó rã đông, sau đó các bạn mới đem chiên. Các bạn phải rã đông trước nha. Các loại chả giò mà họ hay bán ngoài siêu thị á thì họ cũng bỏ đông thôi, vì thực phẩm mà mình chế biến rồi thì mình phải bỏ đông, nếu không bỏ tủ lạnh thì nó sẽ bị hư. Bây giờ đã đông xong thì các bạn sẽ dùng dầu nóng cho chả giò vào, cho cái phần mép của cái mình gấp đó kìa, mình cho xuống dầu để cho nó chín cái phần gấp trước thì nó sẽ không bị bung cái chả giò của mình ra nha. Ở đây mình dùng ít thôi nên mình dùng cái chảo nhỏ để cho cái tiết kiệm lượng dầu á. Mình sẽ dùng ít dầu để chiên xong mình bỏ luôn, mình không có dùng nhiều dầu để chiên đi chiên lại nhiều lần thì nó lại không tốt cho sức khỏe. Chiên xong các bạn sẽ cho ra cái giấy thấm dầu để cho nó bớt cái dầu đi nha. Đối với cái bánh tráng rế thì các bạn cũng chiên giống như bánh tráng bò bía lúc nãy mình chiên nha. Bánh tráng rế thì các bạn chiên nó sẽ thấm dầu nhiều hơn, nó sẽ ăn dìa dầu nhiều hơn là bánh tráng bò bía. Bánh tráng bò bía thì họ chuộng có cái là nó vỏ nó giòn và nó không có bị thấm dầu nhiều. Bánh tráng rế thì nó kiểu nó giòn của các sợi sợi á, thì nó nhưng mà nó lại ăn dầu nhiều, đâm ra nhiều người ăn sẽ bị ngán hơn là bánh tráng bò bía. Đây mọi người, xong hết cả rồi, bây giờ mình thưởng thức thôi. Mình sẽ chấm vào tương ớt, các bạn có thể ăn cùng với rau cải cay cuốn và chấm với mắm chua ngọt. Hoặc là các bạn có thể dùng cái chai tương xí muội á, chấm cũng rất là ngon nha. Nhà nào ít người mà thích ăn chả giò thì có thể áp dụng cái phương pháp như của mình, làm một lúc sau đó mình bỏ tủ đông, mình dùng dần. Thì cái này cũng giống như là họ bán ngoài siêu thị thôi. Các sản phẩm mà họ chế biến sẵn á, nó cũng không hề gì mà có hại cho sức khỏe gì hết nha. Quan trọng là lúc mình đem rã đông thì mình phải đem chiên liền. Rất là giòn nha mọi người, ở trong thì có thêm phần rau củ ăn rất là đỡ ngán. Bánh răng rế thì có thêm phần tôm rất là ngọt, vỏ bánh rất là giòn. Cái nhân á, mình không cho thêm bột nêm nên nó vừa phải nha mọi người. Mọi người đừng có cho bột nêm vào thì khi vào đó nó sẽ bị mặn. Chúc mọi người thành công nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.